Mùa xuân mới, xuân Tân Sửu đã đến với biết bao hy vọng, mong ước về những điều tốt đẹp nhất. Với các em học sinh, mục tiêu hướng đến là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phát triển toàn diện để các em có những hành trang vững chắc trên con đường học tập và lập nghiệp, rồi sau này cống hiến cho quê hương, đất nước. Trước thềm năm mới, niềm vinh dự đã đến với em Nguyễn Thanh Bình, học sinh lớp 12H, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Tam Điệp. Khi em là học sinh duy nhất của tỉnh, trong 130 học sinh sinh viên tiêu biểu xuất sắc toàn quốc, được tham dự lễ tuyên dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Những cảm xúc về niềm vui cũng như sự tự hào này vẫn còn nguyên trong em, gia đình, thầy cô và bạn bè. Cái thành tích mà mình đã cố gắng, mình đã đạt thì rèn luyện thì đã được ghi nhận. Bên cạnh đó thì em cũng cảm thấy mình có thêm động lực, có thêm cái khuyến khích, cái thôi thúc bản thân mình để tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn trong tương lai ạ. 11 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sân chơi trí tuệ do ngành giáo dục và đào tạo phát động. Đạt giải nhất cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, được Quỹ khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh vinh danh khen thưởng. Tất cả những thành tích đầy tự hào này đã khẳng định sự phấn đấu không ngừng của em, là nền tảng vững chắc để em tiến xa hơn trên con đường chinh phục tri thức sau này. Thế hệ trẻ chúng ta hãy cùng nhau rèn luyện, cùng nhau học tập thật tốt để có thể trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Với bản thân em thì mong muốn trước tiên của em là phải học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để có thể thi đỗ cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tiến tới là để đạt vào cái trường đại học mà mình mong muốn. Khi trở thành một người bạn của bạn Bình thì em học tập và bạn ấy được cái đức tính bạn rất chăm chỉ, cần cù và rất nỗ lực á. Điều đó nó đã tác động đến cái nhận thức của em và khiến em cảm thấy mình cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của em Nguyễn Thanh Bình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thì việc giành vinh quang ở sân chơi trí tuệ đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 của em Nguyễn Thị Thu Hằng không chỉ là niềm tự hào của riêng em, gia đình, nhà trường mà còn với cả người dân trong tỉnh. Chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ này để thấy được bản lĩnh trí tuệ của người con trên quê hương vùng đất mở. Thành quả trong chương trình đường lên đỉnh Olympia sẽ là một cái bước đệm để tương lai của em sẽ cố gắng làm sao để phát triển hơn nữa và thành công hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại và ngủ quên những chiến thắng của mình. Xuân mới Tân Sửu đã đến, mang không khí mới đến trong ngôi nhà của em Nguyễn Thị Thu Hằng. Tấm ảnh với nụ cười tự tin rạng rỡ của em giờ được treo ở nơi trang trọng nhất, như thêm khẳng định niềm vinh dự của cả gia đình, đồng thời để luôn nhắc nhớ về dấu ấn nổi bật nhất trong năm 2020 của người con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Bản thân cũng vừa là một người mẹ, vừa là một cô giáo thì mình cảm nhận được ở con có một ý chí học tập rất là tốt, rất là chịu khó. Cái thành quả, nỗ lực, phấn đấu hết sức mình của con được nhiều các thầy, cô, bạn bè, rồi là các anh chị em đến chúc mừng. Rồi cũng bên cạnh đó thì cháu gia đình cũng được nhận được rất nhiều món quà về tinh thần. Em mong là dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để việc du học của em sẽ có thể diễn ra thuận lợi. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật là tốt ở đất nước Úc để khẳng định cái vị thế của con người Việt Nam chúng ta. Và sau đó, sau khi học xong rồi em sẽ cố gắng để tích lũy những kinh nghiệm và có thể trở về để phục vụ cho đất nước ạ. Con còn phải phấn đấu nhiều để làm sao mà con hoàn thành cái chương trình đào tạo ở bên nước bạn, để con có một cái tấm bằng tốt, sau này con có thể là về quê hương để cống hiến cho quê hương, rồi cống hiến cho đất nước, làm sao cho nó xứng đáng là một người con của trong gia đình cũng như là người con của quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Các em học sinh hôm nay chính là thế hệ tương lai của đất nước, học tập và rèn luyện để khẳng định bản thân, tiếp tục phát huy tài năng, hướng đến những mục tiêu cao hơn nữa. Chúng ta có cơ sở để tin tưởng về ước mơ, khát vọng của các em sẽ sớm trở thành hiện thực.